Cân điện tử Gia Phát xin chào anh chị ạ. Video này chúng ta tiếp tục nói về cân điện tử cân heo gia đình 200kg, 300kg, 500kg anh chị ha. Cách đây một vài năm thì anh chị đã thấy rằng là đã có một cái dòng cân heo điện tử gia đình GVKB520 vừa chốt số, vừa chống nước, vừa có bánh xe di chuyển và vừa có bàn cân thấp để dễ dàng cân heo hơn. Thì anh chị đã mua rất là nhiều về dòng cân này rồi. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại thì mình đã có một cái dòng cân điện tử cân heo gia đình tốt hơn nữa. Tốt hơn ở khía cạnh nào? Là vẫn tiếp tục duy trì cái hình dáng vừa rồi, có nghĩa là bàn cân thấp để mình nhích nhẹ cái lòng heo lên là mình cân được thôi, chứ không có đau lưng. So với cân đồng hồ thì mình nhích lên rất là cao đúng không? Thì cân này bàn cân thấp dưới đất á, để mình khiêng cái lòng heo lên nó rất là nhẹ nhàng. Cái thứ hai là cái cân này nó vẫn chốt số, nghĩa là mình đặt cái lòng heo lên ổn định số. Ổn định là số nó giữ lại, nó khóa lại để người mua người bán cùng ghi với nhau chứ không có cãi nữa. Cái nữa là cái cân này nó đã chống nước, cho nên là khi mà mình cân xong thì mình xịt nước rửa an toàn thôi. Mình xịt nước cả dưới bàn cân, lẫn vô tình mình cứ xịt lên đầu cân này nữa cũng an toàn luôn. Tại vì cân này là cân chống nước. Rồi kế tiếp nữa là cân này vẫn duy trì cái hình dáng là có bánh xe di chuyển, nghĩa là mình khi nào mình cân á thì cái bánh xe nó không chạm đất đâu. Khi nào mình cần di chuyển thì mình nghiêng nhẹ rồi mình đẩy cái cân này đi. Thì cái này nó tiện lợi lắm cho những anh chị nào mà chủ trại là phụ nữ á. Mình không cần phải bưng bê hết, mình chỉ cần đẩy nhẹ cái cân là đi thôi. Vậy thì cái cân DS166SS này nó tốt hơn gì so với cái cân GVKI520 ngày xưa? Ngày xưa đã tốt rồi thì bây giờ còn tốt hơn. Tốt hơn cái khái niệm là cái cân heo DS166SS này nó đã tự làm tròn được rồi anh chị ơi. Làm tròn có nghĩa là nếu như mà anh chị cân một cái cân điện tử thông thường, hoặc là một cái cân bàn cơ, cân quả lắc hay cân đồng hồ thông thường, thì cái phần lạng, phần lẻ thường thường là chủ trại phải cho thương lái. Ví dụ cái con heo đó nó nặng 128kg 6 lạng, thì 6 lạng đó anh chị đâu có ghi đâu, anh chị phải cho thương lái ghi phần chẵn phía trước thôi. Nhưng mà cái cân này nó đã tự làm tròn rồi, theo cái nguyên lý là dưới 5 lạng nó làm tròn xuống, trên 5 lạng nó làm tròn lên. Thì như vậy là nếu mình cân nhiều con thì trung bình chung ra thì người mua và người bán, chủ trại và thương lái đều công bằng như nhau, không ai thiệt, không ai lợi. Nhưng mà nó được cái nó sướng là nói cân nó hiện ra cái số bao nhiêu á là mình ghi bấy nhiêu, và nó hiện ra cái số chẵn, số ký thôi chứ không có hiện ra số lẻ anh chị ha. Cho nên là ngày xưa đã có một cái cân GVKI520 rất tốt, anh chị mua rất là nhiều rồi, thì đến thời điểm hiện tại đã có một cái cân DS166SS kế thừa những cái ưu điểm vừa rồi, và nó còn làm tròn số nữa, nó chốt số gần như là hiệu quả hơn nữa anh chị ha. Rồi thì ngay bây giờ chúng ta sẽ xem tiếp cái dòng cân này ở video đến này anh chị ha. Xem xong video này mà anh chị cảm thấy cái cân này nó đúng quá với cái nhu cầu sử dụng thực tế của mình,
và mình cần mua cái cân này cho gia đình của mình hoặc là cho chuồng trại của mình, thì anh chị có thể gọi nhanh đến số điện thoại hotline hiển thị trên màn hình, đó là 0909 899 833, thì kênh điện tử Gia Phát sẽ miễn phí giao cái cân này đến tận nhà anh chị. Anh chị khui cân ra, cân thử ok rồi mới yên tâm thanh toán tiền anh chị ha. Và kênh điện tử cảm ơn anh chị rất nhiều ạ. Xin chào ạ.